Đây, hôm nay mình test cái đèn cảm ứng của cái gương xoay. Kích thước của gương, cái đế của nó là chiều sâu của nó là 9,5 cm, chiều rộng là 29 cm. Còn chiều cao từ đế lên đến chỗ cao nhất này là 48 cm. Còn đường kính của gương này là 45 cm nhé. Đây được dùng cái cục đổi nguồn kia. Và có một cái rắc cắm ở chỗ này. Ok. Còn phần test cảm ứng đây cực kỳ nhạy luôn ạ. Nó có 3 chế độ sáng. Đấy. Và có chế độ tăng cường và giảm độ sáng. Đấy. Mình nhấn giữ ở đây. Đấy. Thì cái độ sáng của nó sẽ giảm. Và mình nhấn giữ ở đây tiếp thì độ sáng sẽ tăng lên. Đấy. Là bấm. Đấy. Bấm được là tắt. Đây. Bấm đổi. Bấm đồ. Bấm phần nữa và tắt. Đấy. Cảm ứng thì rất là mượt luôn. Đấy. Có thể dùng để làm đèn ngủ được ạ. Đây tăng cường độ sáng và giảm hết cỡ đây. Mấy triệu một cái quạt mình đây là một cây 1 triệu 4-5 cái, mỗi người 1 cái.